Cánh cam chips, the color of life. Chiang Mai hiện là thủ phủ của vùng đô thị lớn thứ hai của Thái Lan với hơn 1,2 triệu người sinh sống. Do có đường bay thẳng từ Sài Gòn, Chiang Mai trở thành nơi trung chuyển của cánh cam trước khi đến Mae Hong Son. Nhưng những điều thú vị nơi này về kiến trúc và lối sống đã khiến cánh cam phải lòng Chiang Mai. Những điều thú vị trên như thế nào? Xin mời các bạn đồng hành cùng cánh cam trong 24 giờ ở Chiang Mai nhé! Từng là thủ đô của Vương quốc Lan Na, có thể nói Chiang Mai là chứng nhân lịch sử chứng kiến nhiều thăng trầm của Lan Na, tên một vương quốc cổ từng tồn tại từ cuối thế kỷ thứ 13 đến gần cuối thế kỷ thứ 19 ở miền núi phía Bắc của Thái Lan hiện nay. Lan có nghĩa là triệu, còn Na có nghĩa là nương lúa, vậy Lan Na có nghĩa là vương quốc triệu nương lúa. Chủ nhân của nó là người Thái Yuan. Lan Na đã nổi lên đủ mạnh trong thế kỷ thứ 15 để cạnh tranh với vương quốc Ayutthaya phía nam Thái Lan, cùng với nhiều cuộc chiến tranh đã đi qua trong lịch sử. Lan Na được thành lập vào năm 1292, lãnh thổ của Lan Na dưới thời vua Meng Rai đã có lúc bao trùm khắp một vùng rộng lớn ở miền Bắc Thái Lan hiện nay, đến miền cực đông của Bang San Myanmar và phía nam của Sisongpanna, nay thuộc huyện Cảnh Hồng, Vân Nam, Trung Quốc. Chiang Mai được vua Meng Rai xây dựng vào năm 1296 làm kinh đô lâu dài cho đất nước. Bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19, người Sim, tức Thái Lan, chính thức sáp nhập Lan Na vào lãnh thổ của mình. Như một lẽ tất nhiên, khi một quốc gia xâm chiếm một nước khác, đồng hóa từng xảy ra ở Lan Na, chính quyền Thái từng ra lệnh cấm nói ngôn ngữ Lan Na, đốt hết thư viện về Lan Na và xóa hết vết tích Lan Na trong sách sử. Nhưng điều kỳ diệu là lượng khách du lịch đông đảo đổ về Chiang Mai tạo động lực mạnh mẽ để Thái Lan phục hồi lại nền văn hóa nhiều màu sắc và khác biệt ở miền đất này. Chào mọi người, mình đã đến Chiang Mai rồi nha. Mình đang ngồi trên taxi từ sân bay về khách sạn ở khu trung tâm, giá là 150 baht. Thời tiết cũng khá là nóng á nha mọi người, 34 độ C luôn, tưởng là tránh nóng ở Sài Gòn được, qua đây cũng nóng. Nhưng mà hy vọng là đi Mae Hong Son thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng hơn ha. Hồi nãy mình với người bạn, hai đứa ngồi trên taxi thì chạy gần đến hotel á mọi người. Thấy cái nhà hàng Chef Den này nè. Nhìn thấy nhiều món hấp dẫn quá đi. Và hồi nãy về khách sạn xong hỏi cô lễ tân coi ở gần đây có cái restaurant nào hay không á, thì cô cũng recommend cái Chef Den này nè. Món hào oyster nha mọi người, có một ít trứng. Đây là cơm trái thơm ngon lắm, mà ăn cũng gần hết rồi ha. Đây là món basil, có nghĩa là họ đem ra một miếng chanh, miếng đường, miếng ớt khô để cho mình trộn cái món này, nó giống bạc Thái vậy đó. Và đây là thâm yum. Cái quán này nhỏ nhưng mà khá là nổi tiếng nha mọi người, khách đông lắm. Bên trong có máy lạnh nhưng mà ít chỗ lắm, nhưng mà họ rất là chuyên nghiệp, có nghĩa là hồi nãy tụi mình đợi bên ngoài nè, tụi mình ăn bên khu bên ngoài thì
khi mà khách tới bên trong họ ăn xong họ ra thì quản lý ra mời tụi mình vô, nhưng mà tụi mình không vô, nó ăn bên ngoài ok rồi. Hello mọi người, mình đang đứng ở trước cột chùa Wat Chen Men, một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Chiang Mai nha. Và đối diện ngôi chùa là cái homestay của mình phía kia. Bây giờ mọi người cùng tham quan nha. Wat Chen Men là một trong những ngôi chùa cổ nhất và quan trọng nhất của Chiang Mai. Chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 13 và từng là nhà của vua Men Rai, người sáng lập vương quốc Lan Na. Với lịch sử lâu đời và kiến trúc độc đáo, Wat Chen Men là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích lịch sử và kiến trúc cổ. Wat Chen Men được xây dựng theo phong cách Lan Na truyền thống, pha trộn giữa các yếu tố của văn hóa Ấn Độ và Đông Nam Á. Cổng vào chính của chùa được thiết kế với các hình khắc đẹp mắt tượng trưng cho tinh thần và triết lý của đạo Phật. Trong chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được làm từ gỗ, đồng, vàng, bạc, thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật và văn hóa của Lan Na. Bước qua cổng chính của Wat Chen Men, một không khí tôn nghiêm lan tỏa khắp khuôn viên chùa. Bên trong, du khách sẽ tìm thấy các tòa nhà lớn, tượng Phật và những bức tường được trang trí với hình ảnh và hoa văn đầy màu sắc. Trong nhà chính của chùa có tượng Phật Sakyamuni, được xem là tượng Phật đầu tiên tại Chiang Mai. Ngoài ra còn có một số tượng Phật khác được chạm khắc tinh xảo và các tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Thái Lan.
Hello mọi người, thì bây giờ mình đang trên đường đi đến cầu Colec, cầu sắt Colec á, nó gần Chợ Đêm á. Cái chú này hồi nãy đậu xe túc túc ở ngay chùa đó. Thì chú nói với mình giá là 150, nhưng mà mình thấy đoạn đường tầm 2 cây số, nên mình trả giá chú 100 thì cuối cùng chú cũng chịu đi. Thấy chú nói tiếng Anh cũng khá lắm á mọi người. Mọi người ơi, thế là mình đã đến cầu Colec, cầu sắt, một cái cây cầu cũng khá là thú vị ở Chiang Mai. Và dòng sông nó cũng thơ mộng, giống như là sông Khoai vậy đó. Sông Khoai ở Kanchanaburi á mọi người. Thì cái view của ở đây nó giống sông Khoai. Hai bên bờ cũng hàng quán ha. Và chút xíu nữa mình sẽ đi lại cái hướng Chợ Đêm xa xa. Lúc này là gần 5 giờ rưỡi chiều. Và cái khu Chợ Đêm này cũng mới lác đác. Tiểu thương dọn hàng thôi nha mọi người. Mệt quá ghé quán nước ở trong cái khu Chợ Đêm nè mọi người. Kêu trà thái đỏ uống. Ít đường ít sữa một xíu. Sau 7 phút thì mình cũng có món ăn rồi. Thank you. Đây suất ăn 110 baht nha mọi người. Có hộp gà nướng mật ong và gạo dẻo Thái. Hơn 6 giờ sáng mà Chiang Mai tối như vậy nè mọi người. Giống y như là cái lúc hoàng hôn vậy đó.
Tụi mình định ghé cái Chok Sam Phat ăn sáng, thấy đông quá trời luôn. Mọi người ăn sáng ở đó. Đây là cái kênh đào bao quanh cái thành cổ Chiang Mai. Order chưa được 3 phút thì món đã ra rồi nha mọi người. Buổi sáng á 7 giờ mới có khao soi, còn giờ mới hơn 6 giờ nên tụi mình gọi món mì gà. Kiến trúc nhà truyền thống của người Lanna gọi là Ruan Kale. Nó là một loại nhà sàn mái tam giác giống như nhà của nhiều dân tộc khác ở Đông Nam Á. Điểm khác biệt là đầu hồi và cuối mái nhà bằng gỗ, thường chạm khắc bằng tay hình chữ V gọi là Kale. Nhà của người giàu thường làm bằng gỗ tết, trong khi nhà của người thường chỉ làm bằng thanh tre. Trước khi nhà, người ta cũng thường treo những chiếc đèn lồng và những chiếc ô truyền thống nhiều màu sắc để trang trí. Ngày nay, Kale được trang trí trên mái của rất nhiều công trình kiến trúc hiện đại ở Chiang Mai, từ sân bay, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại cho đến bến xe bus. Đã tới Chiang Mai Akat 2 là cái bến xe để đi Mae Hong Son đó mọi người. Và mình đi của cái hãng xe này nè, Grand Ratcha đây, đang chờ xe tới. Thấy
đá được tạc rất là tinh xảo. Trải qua biết bao nhiêu thế kỷ mà vẫn gần như là nguyên vẹn mọi người nhé. Đây cái bậc đá thì mình phải cẩn thận dữ lắm, bởi vì nó rất là cao. Suỵt xuống.